Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay là một chiếc Honda Click động cơ 150 Thái Lan nha các bạn. Honda Thái Lan nha. Thì cửa hàng Mai Duyên đang chuẩn bị ship xe cho khách. Mình sẽ nhân cơ hội này quay báo giá lại luôn dòng Click này. Giá mới nhất hôm nay có giảm giá nè các bạn ơi. Có giảm giá nha. Địa chỉ cửa hàng là ở số 87 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương nha. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mình về đây khoảng chừng có 5 cây số thôi. Quay chiếc xe này nhưng mình sẽ cập nhật giá hết toàn bộ cho các bạn. Với phiên bản động cơ 125 á, thì cái giá nó vẫn giữ nguyên là 71.900.000. Còn với phiên bản màu trắng này á, hôm nay nó sẽ là 93.900.000. Chính xác 93.900.000 nha các bạn. Giá đó bao gồm VAT nha. Chút xíu mình cho các bạn thấy biển số sao. Đây các bạn ngắm đi, đang ngoài nắng luôn nè các bạn. Còn với những phiên bản màu còn lại, ví dụ như là màu xanh bạc, đen cam, giá là 91.900.000. Giảm tới 1.500.000, hơn 1.500.000 đó các bạn. So với hồi video trước mình báo, hồi 7 tây tháng 4 nè. 7 tây tháng 4 nha. Bây giờ đang là 18 tây tháng 4. Nhưng mà clip này mình hẹn các bạn vào ngày mai đi. Đây, 18 tây tháng 4 nè các bạn. Mình làm việc là phải rõ ràng chính xác nha. Chiều muộn rồi, mình sẽ hẹn các bạn vào ngày mai đi. Còn về chiếc xe này thì cửa hàng đang chuẩn bị ship cho một bạn ở Thanh Hóa. Các bạn thấy không? Nam Nguyễn nhận ở quốc lộ 1A. Cho nên phí ship của nó là 700.000. Ok ha. Thanh Hóa đó các bạn. Đây, thu hộ là 84 triệu. Bạn Duy tư vấn. Đó, ghi rõ ràng. Thì các bạn biết không? Cửa hàng sẽ có 3 bạn chuyên tư vấn xe cho các bạn đó. Bạn Mai, bạn Duy và bạn Huy. Thì bạn Duy đã tư vấn và bán cái xe này ra tới Thanh Hóa cho bạn. Bây giờ mời các bạn xem lại cái màu này nha. Còn về phía biển số để mình cho các bạn luôn ha. Nếu động cơ 125 thì lần lượt sẽ là 2 triệu 2 triệu 2 và 3 triệu 3, tức là giấy huyện nè, thị xã nè và giấy tỉnh. Còn 150 á thì lần lượt sẽ là 2 triệu 2 2 triệu 7 và 4 triệu 7. Buổi chiều xe hơi đông nha, hơi ồn ào nha các bạn xem nè ha. Đó, phần yên xe nó đang đội lên cao như thế là tại vì biết sao không? Phần quà cửa hàng đang để dưới này. Nón bảo hiểm, gương nè, rồi móc khóa, rồi áo chùm xe, áo thun. Để hết trong này luôn cho mình. Rồi luôn cả giấy tờ luôn nha các bạn. Các bạn chú ý ha. Luôn cả giấy tờ. Còn đây là phiên bản đúng chuẩn, trắng đỏ nha. Động cơ 150. Các bạn theo dõi nè ha. Về phía ship mình nhắc lại nè. Nếu mà ship tới thành phố Hồ Chí Minh á, nó chỉ có 200 ngàn thôi. Còn ra tới ngoài Hà Nội là tầm khoảng 700. Ví dụ như là cái xe này ha. Còn nếu mà các bạn muốn ship tận nhà hay là mình ship qua đảo, tẻ nhánh đi đâu đó, thì các bạn cứ alo cho cửa hàng để tư vấn chi tiết. Đây, ra ngoài mới thấy nó đẹp không các bạn? Cái lườn đỏ nè, kẹp phanh đỏ nè, chữ Click nổi nè các bạn. Xe 3D nha. Đó, thấy không? Bây giờ mình sẽ mở công tắc cho các bạn xem đèn luôn nè. Chắc khỏi nổ máy đâu các bạn, nổ máy được luôn rồi nha ha. Mình sẽ mở nhan, mở khoa cho các bạn xem đèn thôi. Tại đang nắng đó các bạn, đang nắng. Đó, đèn đờ mi nè. Cực đẹp phải không? Mình xem đèn hậu luôn nha. Khi nào mà cửa hàng ship á, là sẽ quấn bọc xung quanh hết rồi mới ship nha các bạn. Thuộc sao màu đỏ luôn. Đi nguyên tông trắng đỏ luôn nha. Phía trên này cũng là màu đỏ nè.
màu trắng ha, các bạn xem nè. Đó. Ok chưa? Và tất nhiên rồi, cửa hàng còn ship những dòng xe khác nữa, thậm chí là xe 50 này cửa hàng chỉ cần các bạn đặt cọc 2 triệu thôi. Cọc 2 triệu thôi là cửa hàng ship rồi các bạn. Đây, Vị Thanh Hậu Giang. Vị Thanh Hậu Giang đó các bạn. Ship 200k. Đó. Thấy không? Rồi. Chỉ cần cọc 2 triệu thôi nha các bạn. Hôm trước mới ship một chiếc màu xanh rêu. Hôm nay là chiếc màu đỏ. Rồi quay Thái này mình quay rồi nè, cũng ship đi luôn nè các bạn. Quay Thái này ship đi Rạch Giá nè. Phí ship là 700.000. À 500.000, xin lỗi các bạn nha. 500.000 đi Rạch Giá. Còn chiếc Honda Beat này nhận ở Vĩnh Long. Bạn Duy nữa nè. Thì phí ship tầm khoảng 200 thôi cho tới là 500, dao động tùy nơi. Vision màu độ cũng ship luôn nè các bạn. Cái này thì Mỹ Tú thôi ha, trong nội ô Sóc Trăng, nội ô tỉnh Sóc Trăng nha. Rồi cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc, tất cả các dòng xe ở đây các bạn. Rồi bán trả góp cũng vậy luôn ha, hỗ trợ ship toàn quốc, rồi hỗ trợ làm biển số toàn quốc luôn. Cái vấn đề đó mới quan trọng đó các bạn, hỗ trợ làm biển số toàn quốc. Tại vì có những bạn không có thời gian làm biển số, đặc biệt là những bạn mà đang công tác, làm việc và học tập, không phải ở quê nhà mà là ở tỉnh khác. Mình lấy ví dụ nha, một bạn đang ở Rạch Giá, Kiên Giang, nhưng bây giờ làm việc ở Bình Dương, mua xe ở Sóc Trăng, tức là Mai Duyên nè. Thì cái việc làm biển số đã nó hơi khó, cho nên là cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mình về vấn đề làm biển số. Các bạn cứ yên tâm, các bạn chỉ việc gửi cho cửa hàng một cái căn cước công dân bản gốc, cửa hàng sẽ làm biển số cho mình. Rồi sau khi có biển số, cửa hàng sẽ gửi xe cùng biển số và căn cước công dân cho các bạn. Rồi sau khi vài ngày có cào vẹt gốc, cửa hàng tiếp tục gửi nốt luôn cái cào vẹt này cho các bạn là xong. Vậy đó các bạn. Nói chung là cửa hàng đã cố gắng phục vụ cho các bạn từ A đến Z luôn rồi. Click á, thì thường là nó đậu đây nè các bạn. Mới về nhiều lắm, nhưng mà đã đưa lên kho hết rồi. Vì lý do ở đây nó quá chật chội rồi các bạn, không thể nào mà để thêm được nữa. Với hôm trước mình có quay nhầm một chiếc click, thực ra là Vario lên đó các bạn, nhưng mà đã có bạn thấy và hiểu nhầm. Đây, cái cản đen nè, nó là Vario lên áo click, cửa hàng sẽ làm hết tất cả những gì các bạn muốn. Ví dụ như chiếc xe này, các bạn muốn chi tiết thì cứ alo cho cửa hàng. Đây là nguyên bộ áo click đàng hoàng nha, chứ không phải là sơn độ gì hết nha các bạn, đúng chuẩn nha. Còn đây click nè, 125, 150 xanh bạc nè, rồi 125 màu đen, bữa về nhiều lắm, nhưng mà cửa hàng đưa lên kho hết rồi các bạn, trưng bày không có đủ dưới này, tại vì nhiều xe quá. Bây giờ mình sẽ kết thúc video, có yêu cầu gì cứ comment trong video này, còn có thắc mắc gì nữa các bạn cứ alo cho cửa hàng, cho bạn Mai, bạn Duy và bạn Huy để tư vấn chi tiết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.